Đầu tiên xin chào tất cả các nam cần thủ đó mình có từng tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm câu này 3 mấy mấy câu 7. Rồi, đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trên thanh toán năng lỗi. Nếu hàng lỗi mà không clip lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn em. Nhất cho mọi người. Thì con thứ nhất em lên cho mọi người là một con máy của China, Hàn Quốc gì đó. Nó không có đóng cái trên đây. Nhưng mà con này được cái nó có dây bia trong nồi nè. Đó. Thì con này em lấy từ thị trường Nhật về nhé. Ngoại hình tương đối sạch. Tương đối sạch. Nồi carbon cho nên nồi nhựa. Đó. Thì máy này nó có xây tương đương ra tầm khoảng 1.500 nha nè. Xây 1.500 cước 1.5 như từ 165m. Thì máy hoạt động chân châu rồi. Đó. Không lỗi. Đây ngược ok. Đó. Loại này về cho anh em câu tôm. Câu cá nhỏ chơi thôi. Đó. Có dây bè tặng cho anh em luôn. Rồi giá con thứ nhất giá là 150 bao ship nha nè, 150k bao ship. Máy số 2 em lên mọi người là một con Daiwa. Thì con này ngoại hình có xuất sắc nha, con này xấu nó ngoại hình có xuất sắc đó, đây đó xuất sắc nha, xuất sắc, máy xuất sắc, bảo xuất sắc. Thì con này một con Daiwa của China xuất Nhật. Thì con này xây tương đương cái tầm khoảng 2.500 như em, cước 2.5, cước 2 vừa được 150m, cước 3 được 100m ABS. Máy hoạt động ok nè, đó. Con này về anh em có tôm, có chín bè, chín ga, thoải mái nha. Mô bên sóng. Lấy cực ok. Quay ngược ok, đó. Rồi, giá công khai, giá 200 nha em, 200 cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 em lên cho mọi người là một con máy của Korea, cái máy của Hàn Quốc nha anh em. Đây, Hàn Quốc, Korea. Thì con này một con long thép. Nó có xe tương đương là tầm khoảng 2.000 nha anh em, cước 2 được 150m. Đó. Thì máy carbon, nồi carbon, thân carbon. Hoạt động ok nè, đó. Con này quẹ anh em câu hành chấp thoải mái. Câu tôm, câu cá mè. Dây còn rất là mới luôn. Lấy cước ok đó. Hoạt động tương đối ok nha mọi người. Rồi giá công khai 180k cộng ship. Máy số 2 em lên cho mọi người vẫn là một con máy của Korea. Thì con này được cái nó mới nè đó. Con mì đó. Đó. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 2.000 nha anh em. Nó để là cước số 3 được 170m nè, đó. Hoạt động ok nha mọi người. Đó. Bên sóng. Đây cứ ok. Máy đổi trái phải bình thường nha. Con nào đổi trái phải không được thì em báo với anh em. Rồi, giá công khai máy số 3, giá là máy số 4, giá con nào 180 nha nè, 180 cộng ship. Tiếp theo máy số 5. Con số 5 lên cho mọi người vẫn là một con máy của Korea. Đây, Korea. Tổng thể ngoại hình đó. Thì máy này có xe tương đương là tầm khoảng 3.000 anh em, cước 4 đến 100m. Tổng thể máy còn ok nè, hoạt động chân chu, hoạt động chân chu nha anh em. Bơm bình sóng, lấy cước ok đó. Rồi giá công khai giá số 5, giá là 180 nha anh em, 180 cộng ship. Tiếp theo máy số 6. Số 6 lên cho mọi người vẫn là một con máy của Korea, con của Hàn Quốc nha nè. Và tổng chân châu nha mọi người. Đó. Mô bên là một bên sóng nè. Thì con này có sẽ tương đương là tầm khoảng 3.000, cước số 3 175m, cước số 4 được 120m. Tổng thể ngoại hình còn ok. Đó. Quay ngược ok, quay tở ok. Đó. Bên là 46. Rồi, giá quán là 180 nha nè, 180 cộng ship số 6. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 em lên cho mọi người quán là một con máy thân carbon, nồi nhựa nha mọi người. Bên là 46. Đó. Đây cứ ok. Thì con này nó không có đóng tem trên máy. Đó. Bên sóng. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 2.000-3.000 nha anh em. Đó, giờ tầm khoảng 2.000-3.000 thôi. Đổi trái phải bình thường và chọn ok.
Máng này cọc tôm hết bài luôn á. Cọc tôm câu bóng đục. Bóng bị sống. Rồi, giá quán đầu 180 cộng ship nha. Tiếp theo máy số 8, máy số 8 lên cho mọi người một con máy của Rear. Rear. Thì con này là một con nồi kim loại như này, mà kim loại ngoại hình sáng. Đẹp nhá. Con lăn còn sáng nè, tay quay đôi. Máy hoạt động ok nha anh em. Máy hoạt động ok. Quay ngược ok. Quay tới ok. Chân chu nhá. Con này sẽ tương đương ra tầm khoảng 2.000 thôi nha mọi người, 2.000. Nó đẩy cứ số 3 được 70m nè. Ra tầm khoảng 2.000 thôi. Rồi, giá công khai 200 nha anh em, 200 cộng ship, con máy số 8 200 cộng ship nha, máy Korea. Tiếp theo máy số 9, con máy số 9 là cho mọi người một con máy Ryobi. Thì Ryobi là một thương hiệu của Nhật nha anh em. Thương hiệu của Nhật. Hoạt động ok, đó. Trang chu mượt mà. Bộ bên là bộ bên sống. Thì con này có xe tương đương khoảng 3.000, 4.000 nha mọi người, 3.000, 4.000. Câu lăng xe được rồi, đó, lăng xe đánh quật. Thì con này có xây tương đương lên tầm khoảng 3.000-4.000. Con số 9 giá là 200 nha nè, 200 cộng ship máy số 9. Lấy cực ok nha mọi người, đó, hàng Ryobi, hàng thương hiệu nội địa nhé. Tiếp theo con máy số 10. Thì con máy số 10 cũng lên cho mọi người là một con máy của Ryobi. Thì con này chỉ quay tay phải thôi nha anh em, đó, chỉ quay tay phải thôi, không đổi tay được. Đó, con nào không đổi tay được thì em bảo với anh em. Đây, con này hàng của Nhật nhé. Thì ngoại hình con này sáng nha mọi người, sáng mới. Thì anh em nào thích tay phải, chỉ quay được tay phải thôi. Anh em nào quay tay phải thì hốt con này quay. Đó, được cái là máy im. Đây, cái nồi của nó mắc lửa gà nè. Đó, nó quay không có tiêu tẹt 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 nè. Đó. Đó. Thì con này có sẽ tương đương ra tầm khoảng 4.000, 3.000, 4.000. Máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Đây, siêu mượt luôn nha mọi người, siêu mượt luôn. Đó, thăng kim loại nồi carbon. Rồi, giá công khai máy số 10. Giá là 200 nha anh em, 200 cộng ship máy số 10. Theo máy số 11. Con 11 lên cho mọi người là một con máy của Suzumi. Đây mọi người, Suzumi. Thì con này đặc biệt cái là nó có ABS nha mọi người. Con này của Korea. Đây, hoạt động chân chu nha. Đó. Đây, pha dính nè. Đó. Hoạt động nè, khỏi bàn. Thì con này đổi trái phải bình thường nha mọi người. Đó. Để trái phải bình thường, hoạt động mực mà. Xe tương đương ra tầm khoảng 2.000, 3.000. Đó. Để sửa cái máy này xem. Đây, rồi, giá con 11 giá là 200 cộng ship. Thì máy ngoại hình có xước sát nha. Có xước sát, nhấn mạnh lại. Đó. Tiếp theo con số 12. Con 12 em lên mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con này có xe tương đương lên khoảng 3.000-4.000. Hàng này thăng thăng kim loại, nồi nhựa nha em, nồi carbon. Máy của Daiwa, hàng xếp bên. Máy hoạt động mượt mà nha mọi người. Đó. Rất là mượt luôn. Nồi ok. Đó. Nồi sống nha, còn lửa gà. Đó. Về ngược ok. Về tới ok. Mượt mà. Đó. Rồi, giá công khai máy số 12, giá là 200 nhé. Tiếp theo máy số 13. Máy số 13 em lên cho mọi người, vẫn là một con máy Ryobi. Thì con này vẫn là con hàng của Nhật nha mọi người. Đó, hàng của Nhật Japan. Thì con này có xe tương đương lên tầm khoảng 3.000, 4.000. Đó. Nồi một bên sống nè. Hoạt động chân chu nha anh em. Đó. Quay ngược ok nè, quay tới ok. Đó. Những con này lực cảo mấy con này rất là khỏe luôn nha. Đó. Đánh bao đánh. Rồi, máy số 13 giá là 200 nha anh em. Tiếp theo máy số 14. Máy 14 đây cho mọi người vẫn là một con máy của Ryobi. Đó. Thì con này nội địa Nhật nha. Japan.
máy hoạt động ok nha mọi người. À, ok mực mà phá ngược ok, quay tới ok. À, một bên là một bên sóng. Xe này ra tầm khoảng 3.000-4.000 nha anh em. Cước số 3 được 200m, 209, cước số 4 được 410. Đó. Được đưa ra tầm 5.000 cũng được nha mọi người. Đó. GOP hàng nội địa. Mực mà. Rồi, giá công khai vẫn là 200 anh em, bộ 4 200 cộng ship. Số 15. 15 là cho mọi người vẫn là một con máy GOP. Đó. Thì con này có thể tương đương khoảng 3.000-4.000 luôn nha mọi người. Đó, hoạt động ok. Thì con này mắc lửa gà nồi nè, đó, nó không kêu tẹt tẹt nè. Đó, máy sao em báo anh em vậy. Thăng thăng máy kim loại nồi nè carbon. Nó hoạt động ok, tương đối. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai vẫn là cộng 15, vẫn là 200 nha anh em, 200 cộng ship. Tiếp theo máy số 16. 16 lên cho mọi người một con đai qua. Thì dòng này là một dòng đai qua Grand. Đó, dòng này rất là mượt luôn. Thì con đai qua Grand này được sản xuất tại Thái Lan nha anh em, được sản xuất tại Thái Lan. Con này có xe tương đương tầm khoảng 1.000 gửi nha anh em, 1.000 gửi, cước 1.5 với độ 130m, cước số 2 được 100m. Thì con này chỉnh cho con tôm nhé, rất là mượt luôn. Đó, anh em là tập lua lua con này. Lấy này lua cũng được. Em mượt, mô bình là mô bình số nè. Quay tới ok, quay lôi ok. Rồi, giá 16, giá là 250k cộng xếp nha. Tiếp theo 17. 17 lên cho mọi người là một con máy đua chuột. Thì con đua chuột này là làm từ Rapid nha nè. Rapid chất liệu carbon pha, rất là bền. Những cái cặn mới bây giờ nó họ cũng làm bằng Rapid nè. Mô bình là mô bình sống nè. Tem này thì nó bị bay ra. Đó. Con này được sản xuất tại Korea nha anh em, được sản xuất Korea. Thì hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Con này có phá âm nè. Đó. Không có âm ghè ghè. Quay ngược nè. Đó. Ok. Mượt mà nha anh em. Bấm làm bên sóng. Nghe rất là đã luôn. Rồi. Con này sẽ tương đương là khoảng 2.000 nha anh em, 1.000-2.000. Đó. Chỉnh cột tôm rất là mực. Rồi, giá công khai 17, giá 250k cộng ship nha. Tiếp theo con 18. 18 lên cho người một con máy của Daiwa, con này hàng của Nhật. Con này sẽ tương đương là tầm khoảng 1.500-2.000 thôi nha anh em. Cước 1.5 được 130m, cước số 2 được 100m, sẽ tương đương là tầm khoảng 1.500. Máy hoạt động tương đối ok. Đó. Quay ngược ok, quay tới ok. Mô bên là mô bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 18, giá là 250k cộng ship luôn. Tiếp theo máy số 19. 19 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 1.500 xe ra tầm khoảng 3.000-4.000. Đó. Ốc chích gần rất là mới nè. Con lăn còn sáng. Đó. Thì con này mắc lửa gà nha mọi người, mắc lửa gà, không kêu tẹt tẹt. Lấy cước ok. Máy hoạt động ok. Đó. Mượt mà nha anh em. Thì con này đổi tay trái phải bình thường. Hàng nội địa, hàng của Nhật. Đây qua. Rồi, giá công khai máy số 19, giá là 250k cộng ship. Tiếp theo máy số 20, có 20 lên cho mọi người là một con máy Holiday Spin. Con này là một con máy của Shimano. Hàng sản xuất tại Malaysia. Thì con này ngoại hình có xuất sắc. Đó, ngoại hình xuất sắc, em nhắc kỹ lại nha. Tay quay xuất sắc nè. Bấm không được nè, bấm kẹp tay quay không được nè. Đó. Được cái đổi lại là con này nó hoạt động mượt. Cực kỳ mượt luôn. Quay ngược ok, quay tới ok anh em. Rất là mượt nha. Chân tru luôn. Đó. Ngoại hình xấu nhưng mà được cái chất lượng hoạt động này khỏi chê. À, mô bình là mô bình sống nè. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai máy số 20, giá 200 nha anh em, 200 cộng ship máy số 20. Tiếp theo lên cho mọi người máy 21. 21 lên cho mọi người là một con máy Ryobi. Thì con này chuyên cho anh em cột tôm, không hành chắc. Thì con Ryobi này có xe tương đương ra tầm khoảng 1.000 nha anh em, 1.000 gửi thôi. Đây, nó nhỏ bằng lòng bàn tay em nè. Được cái nhỏ nhưng mà hoạt động khỏe. Đó, rất là mượt nha anh em.
nghe tiếng nó rất là đã nha. Quay ngược đây, quay tới đây, quay ngược đây, chả dính lại nè. Đó, mực mà nha, bô bên sóng nè. Đó, rất là phê luôn. Thì con này có giá công khai, con 21 giá là 250k cộng ship nha. Máy xay tương đương với ngàn gửi. Tiếp theo máy số 2. Máy số 22. 22 lên cho mọi người là một con máy Shimano. Xay này ra tầm khoảng 500 đến 1000 nha nè. Rất là nhỏ, nhỏ hơn hai tay em nữa nè. Đó. Thì con này của Korea sản xuất, hàng của Shimano. Máy carbon. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Con này cũng tôm khỏi chơi. Rồi bên này một bên sóng. Máy cực ok, con lăn đẹp nhá. Hoạt động rất là phê pha nha mọi người. Đó. Bên bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 22, giá là 250k cộng ship nhá. Tiếp theo máy số 23. Con 23 em lên cho người quấn một con Shimano, thì con này bự hơn một tí. Con này có xe tương đương tầm khoảng 3000, cước số 3 là 140m, cước số 4 là 100m. Hàng này hàng quẳng là hàng Korea sản xuất. Máy hoạt động êm mượt nè. Đó. Máy đỏ trái phải bình thường nha. Hoạt động êm mượt. Bên bên là bên sóng. Lấy cước ok. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Rồi. Giá công khai máy số 23. Giá là 250k cộng ship luôn. Máy này tương đối mới nha nè. Con này mới. Đó. Không có xuất sắc gì hết. Tiếp theo máy số 24. 24 là cho người quẳng là một con Shimano, thì con này cũng Korea sản xuất luôn, thì con này nó màu đen nha nè, con này màu cam cam nè, con này màu đen nè, hai con cùng nhau, cùng thông số luôn, sẽ tương đương là khoảng 3000, bộ bền bộ bên sóng nè, đó, máy hoạt động nè, hoạt động chân chu nha mọi người, đó, bộ bên sóng hoạt động chân chu, ngược ok, về tới ok, đó. Rồi, giá công khai máy số 24, giá là 250k cộng ship. Máy tiếp theo máy số 25. 25 là cho người là một con máy Ryobi. Hàng này hàng carbon nha anh em. Ryobi carbon. Bộ bình bộ sóng nè, đó. Thì con này có xe tương đương là khoảng 3000, cước số 3 được 170m. Và tổng chân tru lắm mọi người. Rất là mượt luôn. Thì con này được sản xuất tại Japan. Con này hàng Nhật. Rất là mượt, hoạt động mượt mà nha mọi người. Đó, chân chu ngon lành. Rồi, giá công khai máy 25, giá là 250k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 26. 26 lên cho người quẳng là máy của Nhật, con hàng của Nhật. Rồi, hàng này hàng của Taiwan sản xuất, hàng này Ruby nha anh em, Taiwan sản xuất. Thì con này vẫn là một con hàng carbon nha anh em, hàng carbon. Một bên là một bên sóng nè. Đó. Thì con này thì nó có xe tương đương ra tầm khoảng 4000, cước số 4 lên 150m, cước số 5 được cước số 5 thì vô được 100m, cước số 3 được 200m cho anh em. Máy hoạt động chân chu nè, rất là mượt. Quay ngược ok, quay tới ok. Rồi, vẫn dây tầm lum luôn. Bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 26, giá là 250k cộng ship luôn. Tiếp theo máy 27. Thì 27 lên cho mọi người là một con máy của Mamiya, một con máy của hàng Bangladesh xuất Nhật nha anh em. Thì con này có ABS chạy 4 mặt đạn. Đây, ABS chạy 4 mặt đạn, 4 battery. Cũng là một bên sóng nè. Hoạt động nè. Chân chu nè anh em. Đó, phê pha luôn. Đó. Trả ngược là dính, trả ngược là dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Tay quay nữa đây. Đó. Thì con này nó có một lớp cao su nó bao ở đây lại nè, nhưng mà nó bị chảy cái rồi. Đó. Thì máy sao báo anh em quay. Mua là mua sống. Máy cước ok. Tổng thể ngoại hình tương đối ok. Đó. Rồi, giá công khai máy 27, giá là 250k cộng ship luôn nha. Đó. Hoạt động ok. Tiếp theo máy số 28. Thì con 28 lên cho mọi người là một con máy của Shimano, rộp Ryobi, một con hàng thương hiệu nội địa. Thì con này
cước số 3 được 130m, giờ tầm khoảng 3.000, 2.500, 3.000 nha anh em. Đó, một con sim, một con máy Ryobi, máy đẹp. Đó. Đó, xuất sắc không có luôn. Đó là chân chu nè mọi người, hoạt động chân chu. Đó. Anh em chút trước thì lấy trước. Đó là một bên sóng. Dành ở trên đây là dành kim loại nha anh em. Dành kim loại, nội dưới ra nội carbon. Đó. Nó làm cho nhẹ trọng lượng con máy lại. Máy ok nha mọi người. Đó. Ấm luôn, hoạt động rất là ok. Bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 28, giá là 250k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 29. Thì 29 em lên cho mọi người là một con máy Spotlight. Spotlight thì dòng này chắc của China rồi. Đó, dòng này của đây qua vậy ta. Giống của đây qua nha. Đọc tên luôn. Spotlight nha anh em. Thì con này của China sản xuất nha. Thì con này hoạt động nè, rất là mượt luôn. Đó. Có ABS nha, có ABS. Đó, à dính. Hoạt động rất là mượt mà. Đó. Dòng Spotlight giống của đây qua. Đó. Hoạt động rất mượt mà, quay rất là ẩm luôn. Đó. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng cước số 3 là 150m, xe tương đương là khoảng 3.000 nha anh em. Đó. Nồi đẹp. Tổng thể của hình đẹp. Đó. Rồi, giá công khai máy số 29, giá là 250k cộng ship luôn. Tiếp theo máy số 30 lên cho mọi người là một con máy của Mamiza, một con hàng Bangladesh xuất nhật nha anh em. Bangladesh. Bộ bên là bộ bên sóng nè. Đó. Mamiza. Thì con này cấp sẽ tương đương ra tầm khoảng 1.000 nha anh em. Cứ 1.5 như được 130m, cứ số 2 được 100m. Máy hoạt động thì tương đối ok rồi. Đó. Mô bên là bên sóng nè, quay ngược ok nè. Đó. Quay tới ok nè. Rồi, giá công khai máy số 30, giá công khai là 250k cộng ship nhé. 29 30. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người là con 31. Thì con 31 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con này một con Daiwa Long Cát được sản xuất tại Thái Lan mọi người. Thì con chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon hàng đại qua. Đó. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 6.000, cứ số 6 được 150m, cứ số 2 5 cho được 200m nha anh em. Đó, một bên là một bên sóng nè. Đấy, cứ ok. Thì những con máy này tương đối hoạt động tương đối ok à. Đó. Quay ngược ok. Quay tới ok. Một bên bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 31, giá là 300 nha, 300 cộng ship. Tiếp theo máy số 32. 32 lên cho mọi người là một con máy hàng của Olympic. Đó. Thì dòng Olympic là dòng máy nội địa rồi. Đây, Olympic nha anh em, Batperin. Thì con này có thể tương đương lên tầm khoảng 4.000, cứ số 4 nó được 100, cứ số 4 được 200m, cứ số 5 cho được 150m. Nghe tầm khoảng 4.000, 5.000. Máy hoạt động tương đối ok nha anh em, tương đối ok. Một bên sóng, máy cực ok. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Rồi, giá công khai 250k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 33. Con 33 là cho mọi người một con máy Daiwa Spinter. Đó, 4.000. Thì con này sẽ tương đương là tập khoảng 5.000 nha anh em, 5.000, 6.000, cứ số 5 thì được 200m, cứ số 6 thì được 150m. Rồi bộ mình số nói nè, nội bị muối ăn li ti nè, nhưng mà anh em về câu lăn xe thoải mái nha, câu lăn xe chai chép thoải mái. Con này được China sản xuất, hàng đại qua xích cái thường Nhật nha anh em. Máy hoạt động rất là êm luôn á. Máy đổi trái phải bình thường, hoạt động mượt mà. Quay ngược ok nè. Quay tới ok. Đó, hoạt động rất là ok nha nè. Đó. Một bên một sóng. Rồi, giá công khai máy số 33, giá là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo 34. 34 mình lên cho mọi người là một con máy hàng Utega. Thì con này một con Utega đời cổ nha nè. Utega đời cổ được sản xuất tại Nhật.
Thì dòng cổ này được cái là nó khỏe, nó khỏe và nó bền đó, chứ ngoại hình thì xước xác đúng rồi đó, khỏe và bền và mượt nè mọi người đó, rất là mượt nha nè đó. ô rồi bên sống nè đó. Hoa dính quay ngược ok nè đó. Quay tới ok nè, À, cực kỳ ok nha mọi người, ngoại hình có xước xác, em nhấn mạnh lại là ngoại hình có xước xác nhé. Đó, anh em ưng thì báo em chụp hình cận cảnh cho. Chứ anh em đừng nhận máy xong mà báo sao ngoại hình xấu quá. Rồi, giá công khai máy số 34, giá là 400 như này, 400 cộng ship máy 34. Tiếp theo máy số 35, 35 lên cho mọi người một con máy Shimano. Thì con Shimano này cái mô bên nồi của nó không có lửa gà đó, quay không kêu tạch tạch nhá đó. À, nó không kêu nha mọi người đó, máy sao báo anh em vậy, máy thì hoạt động ok rồi đó, mượt mà đó, máy bảy mà không chỉnh ship tay quay ok, hoạt động ok nè, dạng này nồi đồng có đá quên anh em cạo cá là ok luôn á, rất là ok nha mọi người. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 5.000, cước số 5 nhân 150 m, cước số 5 nhân được 180 m, cước số 6 được 130 m đó, một con máy 7 như này, máy 7 được cả lực cảo khỏe. Rồi giá công khai máy số 35, giá là 300 như này, 300 cộng ship máy 35. Máy số 36, 36 lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Thì con này nồi nồi kim loại nè, con lăn còn sáng nè đó, thì máy có xước xát nha mọi người, máy có xước xát. Thì con này một con ST 1.000, cái xe tương đương ra tầm khoảng 5.000 6.000, cước số 6 là 150 m, cước số 5 thì được 200 180 m đó. Ngoại hình xước xát đó, em nhấn mạnh là xước xát, hoạt động thì tương đối ok nè đó, quay ngược ok, quay tới ok, một bình bồn sống nè đó. Rồi giá công khai mã số 36, giá vẫn là 300 nhé. Tiếp theo mã số 37, 37 lên cho mọi người một con máy Ryobi đó. Thì con Ryobi này một con Ryobi hàng của Nhật nha anh em, hàng Japan đó. Thì con này cũng mắc lửa gà ở trong này đó, quay nó không kêu tẹt tẹt nè đó. Đó. Thì máy hoạt động ok đó, rất là mượt luôn, dòng này hoạt động rất là mượt luôn đó. Con này có xe tương đương là tầm khoảng 8.000 quá, cước số 5 6 được 200 m thì ra tầm khoảng 7.000 nha, con này ra tầm khoảng 7.000, thân kim loại nồi carbon. Rồi giá công khai máy 37, giá cũng là 300 luôn. Tiếp theo con máy số 38, con 38 lên cho mọi người là một con máy Olympic. Thì con Olympic này nồi nồi kim loại nè đó. Còn lưỡi gà nó kêu nè anh em, tẹt 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 nè đó. Thì con này sẽ tương đương khoảng 5.000 6.000 đó, màu đỏ nồi trên nè đó. Tương đối ok, hàng hàng của Nhật anh em đó. Thì máy hoạt động đây mượt mà đó. Quay ngược ok đó. Quay tới ok, rồi có dây luôn đó. Ô, bây giờ mới sống. Thì con này nồi chỗ này á nó bị múi nhăn một tí nè đó, múi nhăn cái hoành này nhưng mà thu dây vô bình thường nha anh em đó, không ảnh hưởng quy. Rồi múi nhăn nên giá công khai sale luôn, còn 38 giá vẫn là 300. Tiếp theo con mã số 39, con 39 em lên cho mọi người là một con máy Korea, một con đôi chuột máy của Nhật, máy của Hàn Quốc đó. Một bên sóng, một bên sóng, một bên sóng xả đuôi chuột nha mọi người. Thì con này có xe tương đương lên tầm khoảng 4.000, cước số 4 là 165 m, cước số 5 là 125 m, máy hoạt động ok nè đó, trả ngược ok đó. Trả tới ok, trả ngược ok đó. Máy hoạt động ok nha mọi người, một bên sóng. Rồi giá số 39, giá là 300 nè, 300 cộng ship mã số 39, nồi carbon, thân carbon. Tiếp theo con máy số 40 nha mọi người, con 40 lên cho mọi người một con máy Olympic. Thì con này một con máy 303, thì dòng Olympic 303 nè rất là mượt luôn, mượt và khỏe nữa. Đây hàng của Nhật nha em,
Đây là mô bên sống nè, đây mô bên bị muối ăn nha mọi người, muối ăn nó bay lớp sơn màu hoàng hoàng rồi đó. Cái lắc của nó nghe cũng rất là đã nha mọi người đó, con 303. Anh em tay nghề cao thì anh em có thể sơn lại đó, tăng trang lại cho em đó. Hoạt động rất là mượt nè đó. Rất là mượt luôn nè. Ngay ngược nè, đó. Quay tới nè, đó. Rất là phê và ngược luôn. Rất là phê và mượt. Đây cứ ok, con lăn sáng. Rồi. Con này sẽ tương đương khoảng 6.000 nha em, 5.000, 6.000 thôi. Đó. Tương đối bự. Thì con máy số 40, giá là 350k cộng ship nhé. Máy số 41. 41 là cho mọi người một con máy Shimano. Đó. Thì có Shimano bộ pin sống nha mọi người. Đó, Shimano bộ pin sống. Tiếng mua bên nghe rất là ác nha. Thì con này sẽ tương đương tầm khoảng 6.000, 7.000. Hàng của Nhật sản xuất nha anh em. Thì con này được mấy Nhật làm lại nha. Đó, ở Việt Nam thì loại này thua. Đây, mua bên sống nha. Con lăn ngọn đẹp nè. Đó. Máy hoạt động mực mà. Đó. Mực mà luôn, mực cái mà luôn á. Đó. Đây được ok. Quay tới ok. Tay quay kim loại, con này quay con cha chép lên xe thoải mái. Có biển luôn. Con 41 giá công khai là 350k cộng ship nha. Tiếp theo con 42. 42 em ra cho mọi người quẳng là một con máy hàng Olympus. Thì những hàng Olympus thế này thì rất là ok rồi. Con này sẽ tương đương khoảng 8.000, cước số 8 được 180m, cước số 6 được 240m. Nội mọi người, nội còn tương đối sáng nhé. Đó. Sáng và đẹp. Con lăn đẹp nè, đó còn lăn luôn. Tem còn. Tổng thể ngoại hình ok. Mắt cái nút chụp bên đây, đó. Và tổng mượt mà, đó. Một bên. Đó. Con này hàng của Nhật sản xuất. Thì con này cái mặt đạn nó bị khô nhớt nha anh em. Đó, nó kêu nè, đó. Thì máy sao em báo anh em vậy. Về anh em câu mà anh em bật tiếng cò này thì làm gì biết. Đó, mọi thứ ok hết. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 342, giá là 350k cộng ship luôn nha. Máy số 43 đâu ta. Tiếp theo máy số 43. Con 43 lên cho mọi người một con máy Ryobi. Đó. Con này nồi kim loại, thân kim loại. Nồi tương đối bóng nè. Đó. Thì con này có thể tương đương tầm khoảng 8.000, cứ số 7 được 220m, cứ số 6 được 260m, sẽ tương đương 7.000, 8.000. Hàng của Nhật Japan. Ngoại hình còn tương đối ok chứ không được xem là mới. Đó. Mặt động thì ok rồi. Đó. Những dòng này hoạt động rất là ok. Cảo khỏe, hoạt động tốt. Quay ngược đây. Đó. Quay tới đây. Máy đổi trái phải bình thường. Đó. Rồi. Còn máy số 43. Giá là 400 nha nè. 400 cộng ship máy 43. Tiếp theo máy số 44. 44 ra cho mọi người một con máy Olympus. Thì con Olympus này một con Olympus 93. Đó. Nồi carbon nha anh em, nồi carbon, thân kim loại. Con lăn trợ lực. Cốt trợ lực, đó. Mô hình làm bộ mình sống nè, chống trái ngược nè, đó. Hàng của Nhật sản xuất. Thì con này nó chỉ quay bên tay phải thôi nha anh em. Đó, nhấn mạnh lại là con này chỉ quay bên tay phải thôi. Được cái là lực cảo rồi. Nó kéo rất là khỏe luôn. Máy này tương đương với tầm khoảng 10.000. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Mượt và khỏe nha. Đó. Quay ngược ok. Quay tới ok. Rồi,
con máy số 44, giá là 450k cộng chip nha anh em, 450k cộng chip máy 44. Tiếp theo máy 45. 45 lên cho mọi người là một con máy Olympus. Thì con này được cái nó ngoại hình còn tương đối sáng nè, hai mặt đạn. Đó. Đây bên đây. Đó, tay quay sáng nha mọi người. Hàng của Nhật sản xuất. Tổng thể hoàn sáng, con lăn sáng. Còn tem. Đó. Nồi thì nó bị quằn quằn thế này đây. Đó. Không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Nó mắc cái lưỡi gà ở trong nha mọi người. Đó, nó không quay tẹt 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 nè. Đó. Máy sao bám lên vậy. Rồi cái là hoạt động rất là ok nha mọi người. Đó, được cái hoạt động rất là ok luôn. Đó. Quay ngược. Đó, quay ngược ok nè. Đó. Quay tới ok nè. Con này sẽ tương đương tầm khoảng 8.000 nha mọi người. 8.000. Rồi, giá công khai mãi số 45. Giá công khai là 400 nha anh em, 400 cộng chiếc 45. Tiếp theo 46. 46 lên cho mọi người một con máy Shimano. Thì con Shimano này cốt cho lực nè. Đây, đó. Mấy con này kéo rất là khỏe nha. Con này cạo thẳng tay thôi. Đó. Thì con Shimano này có sẽ tương đương khoảng 7.000, 8.000, cứ số 7 được 200m. Thì cái nồi nó bị có bị mối ăn nha anh em, nồi bị mối ăn nha, có bị mối ăn, em nhắc kỹ lại đó. Đây đó, nồi tương đối ok anh em, và quan trọng hoạt động thì câu cá cạo cá thì hốt con này về ha, cạo rất là khỏe. Hàng Shimano nồi đẹp, xe 7.000, 8.000. Đó, rồi giá công khai mã số 46. Giá công khai là 400 nha, 400 cộng xếp 46. Tiếp theo con 47. 47 lên cho mọi người là một con máy Blend. Thì con này chắc của Korea, Korea không thôi, của hàng nội địa Nhật coi. Đó, tem tem lụa nha mọi người. Đó. Con này ngoại hình mới nha mọi người, con này lấy từ thị trường nội địa về. Đó. Đất không bị xước luôn nè. Ở bên trong nè, nồi rất là đẹp luôn. Đấy, cứ ok. Thì con này tay quay gỗ, cái ABS nha nè, con này ABS, pha dính nè, hoạt động mượt, đó, cực kỳ mượt luôn. Đó. Bao mượt, ABS pha dính, quay ngược ok, đó. Quay tới ok. Đó. Thì con này có lưỡi gạt cước nè, nó bị mẻ một tí nè. Đó. Thì máy xa báo anh em vậy luôn. Đó. Gạt bình thường nhá, gạt cước vẫn bình thường, gạt qua gạt lại bình thường. Đó. Rồi, con máy 47, giá công khai là 450k cộng ship nha anh em, 47. 450k cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 47 máy công lên trong hôm nay. Nên anh em ưng con nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.